Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tập 2 trong series Tiểu Yêu Tâm Đạo Build Finance đua top các kiểu của đời điểu các bạn nhá. Đây, nhận một chút phần thưởng xem nào. Thực ra là server này nó lại ra vào lúc 9-10 giờ tối ngày hôm trước. Thế nên là mình vẫn chơi từ liền tù tế chứ, mấy tiếng thông chứ chả qua nó sang ngày mới thì nó có thêm phần quà để nhận đây. Mình thì mình thích chơi kiểu vậy hơn, để đỡ phải chờ đợi. Yo, đấy, mình lại có một chút túi quà, mở ra thì được một con pet tím. Những con pet tím đấy, mặc dù là các bạn không xài, nhưng mà ngày thứ hai chắc chắn là các bạn phải giữ lại nha. Từ pet lam trở lên cho đến pet tím, pet cam là chúng ta giữ lại hết. Để còn chơi sự kiện, đó chính là huyễn cảnh linh thú. Mục tiêu đó chính là lấy được bảng xếp hạng trong top 1, có thể sở hữu được thêm một con pet đỏ. Mình sẽ vào trong chợ, mình mua luôn, full luôn cái tiệm bình thủy nha các bạn ơi. 100 bình là đấy. Hoàn toàn là mình có thể cho cái cây này lên level 9 nha. Ok, yo. Ôi trời ơi, tôi chết rồi. Không để ý các bạn ơi, chưa chặt đủ các bạn ơi. Thực ra nó cũng không mất bao nhiêu thời gian cả. Bây giờ mình chặt thì nó sẽ đủ thôi. Đấy, cho lên dùng 2 thể lực chặt cho nó nhanh các bạn nha. Chứ còn chặt ở mấy cây level 8 trở xuống này, chặt x1 lâu quá. Đấu pháp, ấy, có đồ ngon này, đúng phải né luôn. Tuyệt vời quá. Bắt đầu từ bây giờ thì mình sẽ thấy những cái nào mà có chỉ số né là mình lấy dần đi nha. Khiêu chiến đấu pháp thử tí. Mục mình luôn này. À, tí bên kia cũng xài ứng long luôn. Và ta bạn đấy thì cũng ngang ngang cơ mình nhưng thủ có vẻ là thấp hơn. Ôi, xịt một phát 60% máu đi luôn các bạn nha. Dã tiếp nào. Đây là con bạn trên ong bắp cày này. Ủa, đàm to thế nhỉ. Rồi, ui, đàm này to nhỉ. Rồi, nhưng mà không sao, may là mình có ứng long ấy nhá. Rồi, bạn tiếp theo chơi hổ này, hổ chắc là chơi liên bạo rồi. Ok, úi, có liên kích cái bạo kích thật. Choáng này, đau chưa. Đánh thêm một số bạn, ôi thôi chết rồi. Tuy nhiên đánh nhầm bạn cùng bang mình như sao ấy. Quyền đấy, quen tay rồi, chết giờ. Khi mà đánh đấu pháp này các bạn lưu ý tránh những cái bạn ở cùng bang mình ra nha. Để ví dụ như là những bạn bang khác đi, để cho các bạn ấy bị trừ điểm, chứ còn đánh cùng bang mình và bang mình bị trừ điểm thì hơi tội nha. Ok. Úi ạ. Ai à, đau phết các bạn ạ. Bạn kia đánh liên kích cái kiểu đau ghê ạ. Tiếp tục ông thứ ba xem nào. Ông này ông thứ tư. Mình không build choáng mấy, nhưng mà bởi vì thời điểm hiện tại ấy, vật cưỡi của các bạn đấy level vẫn còn thấp, cho nên là cái tỷ lệ kháng nó không cao, thành ra là vẫn choáng được nha các bạn. Tiếp tục chắc là phải vào tí linh thú thôi các bạn ơi, xem tình hình như thế nào nha. Rồi reset thôi, con này thì mình mua được rồi. Người linh thạch của mình thì cũng có 1.100 rồi. Ây ôi, vua chi kỳ mà không ra ứng long kìa. Ôi giời ơi, thêm một thanh niên gì nữa, nhưng mà ra ứng long thì ngon hơn. Mình sẽ dần mình lấy thêm một em pet đỏ nữa đi. Và sau đó thì mình sẽ cố gắng và sở hữu thêm thật nhiều là pet từ lam trở lên. Tím tiếp các kiểu mình cũng sẽ múc để chờ đợi sẵn sự kiện huyễn cảnh linh thú. Ủa, nhiều pet cam vãi mà không ra ứng long kìa. Đây rồi. Một lần cuối cùng. Ui, ra kỳ lân luôn. Ủa, hên thực sự luôn. Thế thì bây giờ mình lại... thôi, túi linh thú đầy kìa. Có anh rồi. Phải mở luôn nha các bạn. Đằng nào vẫn phải mở thôi. Ui, lại một món đồ xịn nữa kìa. Ui vai, được cái chứ nhỉ. Với ui, để mình xem nào, con này là cái gì đây. Nhưng không có dòng ngon các bạn ạ. Cái gì nhỉ, không có dòng ngon à, bực thế. Ba em kỳ lân lực chưa các bạn ơi. lực điền ngay. Ngon này, ngày thứ hai của mình mắc quỳnh luôn, khá là hên nha các bạn. Giờ thì mình sẽ nâng sao thử phát đi xem nào. Phản công các thứ. Ui giời ơi, cường hóa linh thú kìa. Nhưng mà không thích lắm bởi vì nó lại là phẩm lam. Bên này cũng chẳng có dòng gì ngon. Để mình xem nào. Kháng hút máu, kháng liên kích, phản công. Rồi, nâng thử đi, xem được cái gì nào. Nuốt trứng. Ui giời ơi, như hạch ấy các bạn ạ. Không ăn thua. Dù sao phần trăm nó cộng lên rất nhiều nhé. Từ 15% cộng lên 21% rồi. Đối với con kỳ lân 2 sao thôi nha các bạn. Này mai mà mình đứng top 1 trong phần huyễn cảnh linh thú của dã thì mừng một em nữa. Ngon đấy các bạn ơi.
chỉ cần nuốt tầm 5 con thôi là mình có được cái khả năng là tẩy luyện skill ấy, nó sẽ tuyệt vời ông mặt trời luôn nha các bạn. Ồ, sau khi nuốt xong có khá nhiều điểm để nâng cấp trưởng ứng long của mình kìa, lên level 32 luôn, 33 luôn đó, phần trăm cộng 20% rồi. Rồi, độ kiếp được luôn này. Ồ, lên luôn. Ơ, bây giờ mình lên phẩm gì nhỉ, quên mất không để ý, quên sớm rồi. Chiu, úi da, úi da. Ờ, Nguyên Anh hậu kỳ thôi à? Trời ơi, cứ tưởng là lên thêm bậc nữa tiến hóa được rồi cơ. À nhưng mà không sao, vì bây giờ mình có skin đó chính là lục nhĩ di hầu, mặc thì cũng đâu quan trọng nữa đâu các bạn. Quỹ tu vi, hay tiên hữu. Đấy, bây giờ thì mình lại chuyển sang tiểu tử rồi, bởi vì mình là mình cần cái tăng thêm cái tỷ lệ ra cái đồ trong chặt cây tự động mà mình mong muốn cơ, bởi vì mình build dần mà. Nâng dần em này đi lên tầm level 200 là vừa đẹp. Tỷ lệ của nó ra những đồ đạc các thứ sẽ ngon là kinh đạo. Ô, công thọ này. Liên kích à? Ui giời ơi, củi the. Để có mỗi ông thọ nghe có vẻ là ổn áp. Đúng rồi, như trong sự kiện server mới này là mình cũng có điểm để mình đổi thì cái vé tinh quái này. À, 5 vé. Đổi hết rồi, chiêu mộ thêm ạ. 5 vé, ồ, ngon. Ui, thêm được đại minh vương nữa. Trời luôn. Trời luôn. Trời luôn. Ok. Rồi, tạm tạm như vậy đó các bạn ơi. Trời đất. À, kích hoạt luôn nào. Sau một hồi đi chặt cây các kiểu cũng có thêm một chút vé đi đánh đấu trường nha các bạn ơi. Đây này, mình cũng vừa chặt vừa ra vé lại đi đánh. Cũng vươn vươn được lên top 3 này các bạn nha. Wax select phết đấy, nhưng mà không biết là có giữ được top 3 này lâu hay không thôi. Vì mình cũng thấy là các bạn ấy đang trên đà gọi là đua ghê lắm. Bắt đầu bung lụa nạp những các thứ vào là gói giếc mua lung tung bành lên là lực chiến tăng nhiều lắm. Cho nên là mình cũng chỉ xếp hạng top 3 này đoán là được một thời gian ngắn, vài tiếng đồng hồ chứ mấy. Nhưng không sao, được lúc nào hay lúc đấy nha. Rồi, dã luôn rồi. Dã luôn rồi. Ui rồi, bọn này thì mình ăn được. Easy. Chắc là phải đi vừa này thêm thôi nào. 5.4 này. À, 5.4 này, à đây rồi, mình có cái kháng choáng mà. Ok, con cua này. À, bắt đầu thấy có vẻ như là đánh được rồi nhá. Úi, được. Ô, qua được, lần này qua được. Mấy lần trước là chưa qua nhưng mà lần này mình hy vọng là qua được. Úi, mày thế. Úi, mày thế các bạn ơi. Choáng liên tục, không chết. Ơi xời, ngon rồi. Cái này là mình có thể đấu kiếp rồi các bạn ơi. Yeah, hóa thần tiền kỳ, đẹp dai ngay. phê các bạn đi. Nhóm kìa, con cá kia mình ăn hết sạch kìa, trơ xương rồi. Đây rồi, trông lực điền chưa các bạn? Rồi đấy chứ. Ôi, có món đồ ngon này, đúng phải né luôn. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi dị thú xâm lược thôi, vì là đào mình cũng chặt gần hết rồi, còn có mỗi 70 mấy quả đào mà mình cũng đã mua hết rồi. Mua hết lượt đào trong ngày hôm nay rồi thì cái dị thú xâm lược đánh cuối cùng mà. Khi nào mà chúng ta nâng cấp đến ngưỡng gọi là mạnh nhất trong ngày chúng ta đi đánh nó sẽ hợp lý hơn. Rồi, rồi luôn. Xem đánh được hết 15 hiệp không nha. Chắc là có chứ. Con này yếu mà. Úi giời. Ơ, ok, thừa sức nha các bạn. Ngày thứ hai nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Chẳng qua nó có một cái phần cực kỳ quan trọng, đó chính là huyễn cảnh linh thú. Thì các bạn nhớ đón xem tập 3, mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách đến top 1 trong huyễn cảnh linh thú để lấy được linh thú đỏ nha các bạn ơi.